Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 30 tháng 12 năm 2023, là những cái hôm cuối năm rồi, và thời điểm bây giờ thì cũng đang chuẩn bị cận kề Tết đến rồi. Và hôm nay thì bên cơ sở lan rừng nhà em đang có rất là nhiều những cái dòng hàng lan nụ để cô chú anh chị mình có thể có những cái giò lan chơi hoa Tết mà cái giá cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Từ những cái dòng hàng lan thuần đến những cái mặt hàng kg ạ, rất là nhiều những cái dòng hàng đang nụ trong thời điểm này. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Gian báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn các mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan kim điệp nhựa này. Hôm nay thì em lại nhập được một cái lô kim điệp nhựa hàng rẻ nhá cô chú anh chị nhá, giá rẻ mà lại hàng dề rất là to luôn cô chú anh chị. Và thời điểm bây giờ thì những cái cây kim điệp nhựa đang nhú nụ này, và hàng này thì chắc là Tết đến cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa kim điệp nhựa rất là thơm rồi. Có những cái nụ cũng khá là lớn, nhưng mà đa số là những cái nụ của kim điệp nhựa đang bắt đầu là nhú lên thôi cô chú anh chị ạ. Nên là về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa rất là trọn vẹn luôn của dòng lan kim điệp nhựa này đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn này, đó, những cái nụ đang nhú như thế này này. Cái dòng lan này với cái độ bền của nó phải tầm 2 cho đến 3 tháng và cực kỳ là thơm với những cái bông hoa như những cái bông hoa nhựa. Và giá của dòng kim điệp nhựa hôm nay chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây thì cái dòng long tu xuân ạ. Dòng long tu xuân hôm nay cũng rất là rẻ luôn nhé cô chú anh chị nhá. Long tu xuân bình thường giá là 178 ạ. Hôm nay thì em cũng sẽ để giá cho cô chú anh chị với cái giá rất là yêu thương trong buổi tối hàng cuối năm hôm nay cô chú anh chị nhá. Giá sẽ rất là khuyến mại luôn, là chỉ có 160.000 trong 1 kg thôi ạ. Cái dòng long tu xuân này có thể nói là một trong những dòng lan mà dễ thuần và dễ chăm nhất trong tất cả những dòng hoa lan, và sai hoa vô cùng luôn. Đó, cô chú anh chị đã chơi long tu chơi lan lâu thì biết rồi. Và em bán với giá chỉ 160.000 thôi. Tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hoàng thảo vôi này cô chú anh chị này. Hoàng thảo vôi hôm nay thì em cũng để giá có 170.000 trong 1 kg. Cái dòng lan mà có hoa với cái độ thơm có thể nói rằng là chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Đứng sau trầm thôi, cũng là một trong những dòng hoa mà dễ thuần dễ chăm nhất. Nói chung là thời điểm vàng cô chú anh chị mình có thể ghép nghĩa là dòng lan thân thông này. Và sang bên này đây ạ, thì cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp cô chú anh chị nhắc, với những cái mắt hoa bắt mắt nụ đang sừng rất là lớn rồi. Hoàng thảo hoàng lạp thì cắt tỉa kỹ luôn, với giá em đang bán 130.000 trong 1 kg. Dáng hương đuôi sóc với những cây tuyển chọn, và hàng mùa này cô chú anh chị mua phải nói siêu lợi cân luôn. Hàng cụp lá như thế này này, hơn một tháng nữa thôi là sang xuân rồi. Đó thì những cây đuôi sắc này sang xuân bắt đầu là nhú nụ, và thời điểm vàng để cô chú anh chị có thể mình ghép những cái cây đuôi sắc dễ thuần dễ chăm mà mua thì lại rất là lợi cân. 120.000 trong 1 kg thôi, em bán được 0,3 kg luôn ạ. Hoàng thảo môi tua hay là hoàng long vĩ đây, xanh mướt, em bán ngay từ 0,3 kg. Và 1 kg chỉ có 100.000 cô chú anh chị nhá. 0,3 tức là 30.000 thôi ạ. Là cô chú anh chị mình có một cái lô môi tua ngắm một bùa hoa thôi cũng đã mắt rồi cô chú anh chị này. Sau bên này là dáng hương đuôi tròn đuôi sóc hay là đuôi cáo, là trong những dáng hương mà gọi là đẹp nhất trong tất cả những dòng dáng hương ạ. Đuôi chồn cũng vậy, mùa này thì cây khá là tóp lá bởi vì là cái mùa hanh khô. Và giá hôm nay thì chỉ có giá là 160.000 trong 1 kg thôi, em bán ngay từ 0,3 kg cho chính chị nhá. Sang bên này đây thì em có 2 kg hoàng thảo thập hoa, mỗi một lô là một cái phần đầy ứ như này, giá 60.000 cho một lô nhé cô chính chị nhá. Và ở đây ạ, hai cái phần đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, hai gà phần gà tròn của vùng Cao Bằng, một cái lô này gọi là lô số 1 đây cô chú anh chị, một cái phần rất là nhiều luôn. Đó, về cô chú anh chị có thể ghép được 2 giò đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá, chỉ có 90.000 ạ. Phần tiếp theo phần số 2, cái phần số 1 là phần số 2, đây bên này là phần số 2 90.000, và phần số 1 ạ, thân căng mập nù luôn và có những cây đang bắt đầu nhú chi chít là nụ luôn rồi này cô chú anh chị này. Cái phần số 1 này em bán là 90.000 nhá cô chú anh chị, một cái phần hoàng thảo vẩy rồng với những rễ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, xanh cắt tỉa mà cái lá to đùng ngũ luôn. Giá ở đây em đang để giá là 110.000 cho 1 kg thôi. Một cái dòng lan có sức sống rất là mãnh liệt, những cái vảy rồng mà có thể cho những cái chùm hoa rất là to màu vàng rực rỡ đây cô chú anh chị. Riêng cái rễ hàng vảy rồng cô chú anh chị lấy từ bây giờ đi ạ,
Dòng dòng này một dạng nữa thôi là bắt đầu nhú nụ. Nụ của nó thì lại rất là mềm nên là vận chuyển đóng gói nếu đã nhú nụ thì gần như là rất là dễ bị hỏng. Và sang bên này đây thì dòng lan hỏa hoàng cam này, hỏa hoàng cam. Em xin phép được bán nó với giá hỏa hoàng cam ạ. Là giá chỉ có 270.000 trong 1 kg thôi nhé, cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan với sắc hoa cam lửa rực rỡ và cành hoa vươn cao rất là đẹp. Như cái bông hoa rất là dày bông. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg. 0,2 kg mà cô chú anh chị mình có những trụ lan giò lan rất là tuyệt vời rồi. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng lan bạch ngọc đuôi công này cô chú anh chị này. Cái dòng lan bạch ngọc đuôi công cũng là cái mùa mà cô chú anh chị ghét bạch ngọc đuôi công rất là đẹp luôn. Cây bây giờ đang nụ này, một trong những dòng địa lan phải nói là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng địa lan luôn đấy cô chú anh chị. Bạch ngọc đuôi công thì em bán hôm nay cũng giá rẻ sập sàn luôn là 250.000 trong 1 kg. Bình thường là giá 300 nhé cô chú anh chị nhé. Em cũng bán ngay từ 0,3 kg đấy ạ. Và bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em này. Em đang chia ra những cái phần như vậy, cô chú anh chị mình có thể lựa chọn đây. Ví dụ như cái phần này em gọi là cái phần số 34 này. Phần 34, nguyên một dề xinh đẹp như vậy với giá chỉ có 60.000 thôi ạ. Và phần số 35 này, hai dề 70.000 và phần số 36 đây. 36 chỗ này cả một lô rất là đẹp như vậy với giá có 90.000 thôi. Và phần số 37 với giá tiền là cũng 90.000, cô chú anh chị thấy ạ, siêu rẻ đúng không ạ? Mà hàng em chuẩn mặt bạch ngọc đuôi công nhá. Không tí lại bảo là rẻ như thế mà có phải đúng chuẩn mặt hoa hay không. Và hình số 38 cả một dề như vậy với giá 80.000 ạ. Hoàng thảo kèn đây cô chú anh chị. Hoàng thảo kèn cô chú anh chị nhé, thời điểm hiện tại thì đã có những cây mà sưng nụ quá là đẹp như thế này này. Cái dòng lan hoàng thảo kèn phải nói là sai bông vô cùng luôn. Một cái thân nếu như nó dài khoảng tầm 50 cm nhé, dài khoảng tầm 50 cm thì nó phải có ít nhất là cái phần hoa của nó nở phải dài đạt đến ít nhất là 30 cm cô chú anh chị ạ. Sai bông từ gốc đến ngọn và hoa nở bông cực tự nhiên luôn. Đây cây thì hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ, cô chú anh chị nhìn thấy rồi ạ. Một cái thân vàng dài cả mét thì cái thân hoa của nó cũng phải tầm 80 cm cô chú anh chị. Mỗi một cái thân kèn sẽ là một cái suối hoa tím lịm để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa đẹp cô chú anh chị nhá. Hàng 100% thân tơ nên cô chú anh chị mua về chơi hoa thì đã luôn ạ. Hiện tại mầm gốc cũng chưa lên này, cái nụ hoa thì bắt đầu là chuẩn bị nứt và nhú nụ hoa thôi. Hàng kèn thì có thể sẽ nở hoa vào thời điểm Tết luôn, thậm chí những nơi ấm áp nhìn như vậy thôi, những nơi ấm áp có thể nở hoa trước cả Tết luôn đấy cô chú anh chị. Đây này, đó, những cái mắt nụ đang sưng lên như thế này, đang nhú ra như thế vậy đấy ạ. 350.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi đấy ạ. Với 0,3 cô chú anh chị mình có thể được từ 7 cho đến 10 thân hoặc là 11 thân kèn. Đó thì cô chú anh chị có, nếu không với 0,3 kg thôi, cô chú anh chị cũng có một cái giò kèn rất là, thực sự nó rất là đẹp để cô chú anh chị mình thưởng thức rồi. Đây cô chú anh chị, em sẽ cân thử với lượng 0,3 nhá. Đây đúng chuẩn 0,3 luôn. Cô chú anh chị một cái, có một cái phần kèn rất là đẹp như thế này. Cây bây giờ đang sưng nụ này, nhú nụ này cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị thấy hàng này thì về có thể nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết luôn nhé cô chú anh chị nhé. Mầm gốc thì cũng đang bắt đầu chuẩn bị bật thôi, một cái cơ hội thưởng thức hoa trọn vẹn và có thể sưu tầm những cái cây mà cơ hội trồng thuần đẹp nhất trong năm nhé. Và bên này đây thì em đang có một cái dề thông đất, hay còn gọi một cái phần thông đất hay còn gọi là dâu rồng đấy ạ. Thì cái phần thông đất hôm nay thì em đang bán có 40.000 thôi cô chú anh chị, một cây mà có thể trồng làm tiểu cảnh và hỗ trợ về điều trị bệnh teo não của tuổi già cực kỳ là đắc lực luôn đấy ạ. Còn bên này thì em đang có 2 kg hoàng thảo xoắn, cái hàng mà hiện tại cũng cắt tỉa rồi cô chú anh chị nhá. Những cái thân mà nó đang rụng lá như thế này thì sau này nó sẽ cho hoa, rất là nhiều thân sẽ cho hoa này. Ở đây thì em có hai phần duy nhất thôi, phần này em gọi là phần số 1 đây cô chú anh chị. Phần số 1 là hai dề như vậy đấy ạ. Phần này em đang bán 100.000, phần số 2 với giá tiền là 90.000 nhá. Hai cái phần hoàng thảo xoắn của chú anh chị. Hoàng thảo xoắn hiện tại giá người ta bán đến cả 400.000 luôn mà không có hàng bán đấy ạ. Và sang bên này đây thì cái dòng ăn lan Dendro chớp bịp này. Dendro chớp bịp thì em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị nào chơi lan, đặc biệt là yêu cái dòng Dendro thì chắc chắn là không thể nào thiếu những cái bông chớp bịp này trong nhà của mình rồi đúng không ạ? Đấy ạ, cô chú anh chị có thể mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng chớp bịp. Kỳ là đẹp luôn mà về rất là bền hoa nhé cô chú anh chị nhé. Vài bông này nở mà cũng nở rất là lâu rồi mà những cái bông bên trên này bắt đầu mới nở tiếp thôi. Bền hoa, cái độ bền phải tầm, em nghĩ rằng phải tầm 2 tháng cô chú anh chị ạ. Và siêu thơm vô cùng. Đây là một trong những dòng lan mà được nhiều anh chị chơi Dendro chắc chắn là không thể thiếu trong sân vườn rồi. Và cái dòng Dendro chớp bịp này thời điểm hiện tại ạ, thì có những cây đang nụ và cây đang đứng đọt và đang bắt đầu là nhú nụ ra cái ngách đầu ngọn như thế này thôi nhá cô chú anh chị nhá. Nên là cái hàng này thì về chắc chắn là cô chú anh chị mình sẽ được thưởng thức hoa một cách gọi là trọn vẹn nhất cô chú anh chị ạ. Cây đang đứng đọt và đang nhú cái vòi nụ ở trên cái chóp này thôi này cô chú anh chị nhìn thấy này.
Đó, nên là vận chuyển đóng gói là không có ảnh hưởng đến nụ luôn. Cô chú anh chị mình chơi hoa trọn vẹn. Chậu thì rơi vào ít nhất là 3 thân nhé, cô chú anh chị nhá. 3 thân. Giá chỉ có 160.000 cho một cái chậu đen đô chớp bịp này thôi. À, bên này đây là những cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng này, một cái dòng lan mà có mùi hương thơm rất là ngọt ngào luôn. Cô chú anh chị nào đã từng thưởng thức cái mùi hương của dòng vũ nữ hồng lâu mộng này thì biết rồi. Một cái chậu vũ nữ hồng lâu mộng mà siêu nụ siêu hoa đẹp như thế này, siêu nụ đẹp như thế này nhá, trưng trong để trong phòng khách hay là bàn làm việc thì quá là đẹp, quá là thơm luôn. Và một cái giò lan như vậy em đang để giá có 120.000 thôi cô chú anh chị ạ, 120.000 thôi. Cái dòng này cái độ bền phải tầm hơn một tháng, hơn một tháng hoặc là 2 tháng đó. Thì một cái giò lan như thế này cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường, nơi bán rẻ nhất cũng 170 cho một giò. Nhiều nụ hoa như thế này thì chắc chắn rằng là bán rẻ nhất cũng 170, và có những nơi người ta có thể bán đến 200. Còn đây bên em hiện tại em đang để giá có 120.000 thôi cô chú anh chị nhá, cái dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng đây. Tiếp sang bên này đây, tiếp sang bên này đây là những cái cây dendro, hàng phải nói là siêu VIP để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết ạ. À, cái chậu có những cái thân đây là những cái chậu này cô chú anh chị, hàng này thì cô chú anh chị về có thể để trên một Tết, có thể để trên một cái đôn này, để trên một cái đôn hay là trên cái kệ thì thực sự rất là tuyệt vời luôn. Một cái chậu rơi vào ít nhất từ 4 đến 5 thân hoa trở lên, hiện tại cây đang nhú nụ rồi. Dòng dendro thì cô chú anh chị sở hữu mặt bông nào cũng không có điều gì phải nói là làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn cô chú anh chị ạ. Những cái chậu dendro khỏe và đẹp như thế này hiện tại đang lên mầm gốc luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây, mầm gốc này đang nụ này, thực sự nó quá là xuất sắc luôn và lượng hàng không có nhiều đâu ạ. Một cái giò như thế này em đang để giá có 190.000 cho một chậu thôi nhé cô chú anh chị nhé, 190.000 cho một giò thôi. Đó, thân cao và rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây thì em đang nói những cái thân có nụ rơi vào ít nhất là 5 6 thân, còn nếu mà tính cả những cái thân mà đây rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ, cả chục thân chứ không phải là 5 6 thân như em nói đâu đúng không ạ. Đây chậu nào cũng như chậu nào luôn ạ. Đây cô chú anh chị, chẳng qua là có những thân đã nhú nụ và có những thân thì chưa nhú nụ thôi. Rất là đẹp. Còn sang bên này đây thì em có những cái chậu dendro với cái hoa vàng cũng rất là xinh đẹp. Đây là những cái bông hoa bói đầu ngọn thôi, thì còn cái hoa chính của nó sẽ là đúng vào cái vụ Tết này. Chậu rơi vào 5 6 cái thân hoa xinh đẹp như vậy nhá. Đó, hoa thơm nhẹ nhàng quyến rũ, cực bền hoa luôn, cái độ bền của hoa này cũng phải tầm trên 2 tháng, dendro bao giờ độ bền trên 2 tháng ạ. Và một cái chậu dendro xinh đẹp hoa màu vàng này, em đang để giá là 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá, 110.000 thôi. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, cô chú anh chị về sẽ thưởng thức hoa ngay từ bây giờ. Những cái bông hoa bói đầu tiên và sẽ thưởng thức hoa từ bây giờ đến Tết. Tết là bắt đầu là nở rộ luôn này cô chú anh chị này. Và bên này đây sẽ là những cái chậu dendro vàng kim cương. Dòng dendro vàng kim cương này thì trước đây chắc là cô chú anh chị này mình đã từng mua theo thân mà mỗi thân vài trăm nghìn đúng không ạ? Vài trăm nghìn một thân luôn đấy ạ, cây bây giờ này. Hàng nú luôn, vàng kim cương này. Thân nú to hơn cái ngón tay cái của em nhé cô chú anh chị nhé. Chậu thì hiện tại đang rơi vào từ 4 4 thân, 3 4 thân trở lên ạ. À, trước đây giá vài trăm nghìn cho một thân thì thời điểm hiện tại chậu 4 thân, tợ chậu ít nhất là 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. Vàng kim cương đây, màu vàng và cái mắt đen nhé. Với giá chỉ có 140.000 cho một chậu thôi. Cây thì có những cái thân đang nụ, trong một chậu là có những thân đang nụ và những thân chưa nhé. Sang bên này đây thì em cũng có cái mặt bông đó. Đây là cái dòng lan dendro này, chậu rơi vào 7 8 thân. Cái dòng hoa này thì cái mắt hoa tím rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị. À, mặt bông hoa tím rất là đẹp. Đây là bông hoa bói đầu ngọn thôi, cái độ tím của nó còn tím hơn cả kèn nữa. Chậu rơi sum suê như thế này, em đang để giá là 170.000 cho một chậu này nhá. Và sang bên này đây, cái chậu lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài này, mỗi chậu rơi vào ít nhất là 2 cần hoa. Đó, xinh đẹp như vậy nhá. Và một chậu như vậy em đang để giá có 45.000 cho một chậu thôi. Hàng này thì sẽ chuẩn hoa vào đúng cái thời điểm Tết luôn ạ. Còn ở đây sẽ là những cái giò lan thanh đạm sữa. Những cái dòng lan thanh đạm sữa thời điểm bây giờ đang nhú rất là nhiều nụ luôn, cực kỳ là nhiều nụ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Những cái giò lan thanh đạm sữa, một cái chậu lan thanh đạm sữa như thế này vừa dễ dàng trồng vừa dễ dàng chăm, hàng rừng ạ. À, nở hoa tự nhiên, sai bông chi chít luôn. Em đang để giá có 100.000 cho một cái giò lan thanh đạm sữa này thôi. Còn bên này đây thì cô chú anh chị muốn có những giò lan gọi là thơm, mà với nhiều anh chị chơi lan có lẽ việc sở hữu một cái giò lan thanh đạm Indo này
coi như một chân ái luôn. Thì một cái giò lan thanh đạm Indo này, hôm nay em sẽ đẩy giá rẻ sập sàn cho cô chú anh chị. 150.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. 150.000 cho một giò thôi ạ. Giá yêu siêu yêu thương luôn trong buổi tối ngày hôm nay. Và sang bên này đây thì em đang có những cây năm cánh trắng Phú Thọ. Hàng này là chuẩn luôn nhá cô chú anh chị nhá. Chuẩn Phú Thọ hàng ươm kia ạ. Và một cái chậu lan năm cánh trắng Phú Thọ. Rơi từ ít nhất là chiều dài rơi từ ít nhất là 60 cm trở lên. Và chắc chắn rằng mỗi một thân như thế này sẽ là một cái thân hoa thực sự rất là tuyệt vời. Riêng dòng Phú Thọ thì hoa nó nở rất là tự nhiên và sai bông tự nhiên nhé. Một chậu Phú Thọ như vậy em đang để giá có 80.000 cho một chậu thôi. Và có những chậu thì em đã kích hoa rồi và có những chậu em chưa kích hoa. Những chậu mà em đã kích hoa nhé, như chậu này này, em đã kích hoa rồi này. Đấy, cái mắt nụ bắt đầu sưng rồi. Thì những chậu em đã kích hoa ấy, em xin phép được bán với giá là 90.000. Còn những chậu mà em chưa kích hoa thì em bán 80.000. Cô chú anh chị hãy sở hữu giúp em mỗi người ít nhất là 3 chậu đi. Về cô chú anh chị có một cái tác phẩm Phú Thọ đẹp ngắm đã mắt, không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Một cái mặt bông trước đây giá tiền triệu, vài triệu cho một sen. Còn bây giờ là cả một thân rất là đẹp, chỉ có 80.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là hoàng thảo chuỗi ngọc này. Cây đã bắt đầu sưng mắt nụ rồi đây cô chú anh chị. Nhiều cô chú anh chị cứ thích là cái hàng cứ nhú nụ ra đi. Nhú nụ thì nói chung là đến mùa hoa, đến lúc mùa hoa thì cây sẽ hoa ra nụ thôi. Cô chú anh chị không phải lăn tăn băn khoăn gì về cái vấn đề là cây đã nhú nụ hay là chưa nhú nụ đâu ạ. Đến thời điểm là cây sẽ ra nụ ra hoa thôi cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan đẹp từ thân lá đến hoa. Và em đang để một chậu như thế này với giá chỉ có 160.000 cho một chậu thôi và rơi 7-8 cái thân hoa trở lên ạ. Sang bên này đây thì em đang có duy nhất một cái chậu giả hạc Pháp. Cái dòng lan cũng sẽ chủ về hoa nở vào cái thời điểm Tết. Cây đang bắt đầu sưng nụ rồi, chậu rơi 7-8 thân, em đang bán 120.000 cho chậu này. Và sang bên này đây thì dòng giả hạc Hawaii cô chú anh chị. Hawaii thì cô chú anh chị biết rồi đấy ạ. Độ thơm của nó thì có lẽ ít dòng lan nào sánh bằng. Hiện tại thì cũng đang có rất là nhiều thân nụ này cô chú anh chị này. Đó, siêu tầm những cái cây lan để Tết đến nhà mình có rất là nhiều những giống lan gọi là cái hương thơm ướp cả không gian trong gia đình trong những ngày Tết đến đấy ạ. Giá thì thực sự nó quá rẻ luôn cô chú anh chị này. Chậu rơi vào ít nhất là 5-6 cái thân hoa cô chú anh chị nhá. 5-6 cái thân hoa. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là nhú nụ hoặc là đang bắt đầu sưng nụ. Giá chỉ có 130.000 cho một giò thôi. Dòng giả Hawaii, trước đây thân cũng vài trăm nghìn, bây giờ cả một chậu 5-6 thân. Đấy, đẹp căng, đẹp miên man như thế này, giá chỉ có 130 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan giả hạc chớp Mỹ ạ, cũng là một cái dòng lan chơi hoa Tết, có lẽ là ít có loại hoa nào mà sánh bằng. Mặt bông giả hạc chớp Mỹ đây cô chú anh chị, đó cô chú anh chị cùng em ngắm ạ. Một cái dòng hoa mà sai hoa từ gốc đến ngọn luôn cô chú anh chị. Trước đây thân rơi vào 700-800 nghìn ạ. Còn bây giờ cô chú anh chị có một tác phẩm đẹp chỉ có 100 cho đến 200 nghìn là có một siêu phẩm đẹp rồi cô chú anh chị nhá. Và riêng dòng chớp Mỹ này này không phải chỉ có đẹp hoa đâu ạ. Và nhiều người chơi lan thì còn rất là thích cái vẻ cực kỳ là thơm của cái dòng chớp Mỹ này. Hoa rất là đẹp, rất là rực rỡ như vậy. Và hiện tại thì em đang có những chậu ở đây. Chậu rơi vào rất là nhiều thân mà có những cây thì đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Hàng thì cũng bao chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đây này, cây đang bắt đầu là sưng nụ rồi. Cô chú anh chị có thể thấy ạ, đây ạ. Cây đang nhú nụ như vậy rồi cô chú anh chị nhá. Sai bông từ gốc đến ngọn luôn mỗi thân như vậy. Thì ở đây em đang có chậu này này, gọi là chậu số 39 ạ. Rơi vào 5 thân luôn cô chú anh chị nhá. 2, 4, 5 thân luôn. Có 130.000 thôi ạ. Chậu số 40, chậu này rơi vào 3 thân này. Với giá 120.000. Cô chú anh chị mình lấy giúp em cả một cặp như thế này đi ạ. Về có phải có một siêu phẩm không ạ? 7 thân, 8 thân, giá có 250. Đó, có phải có một cái tác phẩm quá là đẹp đúng không ạ? Hình 41, 120.000 này. Hình 42 100.000 thôi, mầm gốc vừa lên và cây đang nhú nụ luôn. Hẳn 3 thân nhá, trong đó có 2 thân rất là dài. Và hình 43 120.000, 4 thân luôn ạ. Và hình 44 này 120.000, cũng 3 thân rất là đẹp. Và một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng duy nhất thôi. Đây một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng duy nhất ạ. Cây đang chi chít là nụ. Đáng tiếc là ở đây thì nó bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu nhưng không có ảnh hưởng gì đâu cô chú anh chị nhé. Không ảnh hưởng gì đâu ạ, cây vẫn cho hoa cho nụ bình thường. Em bán luôn xả hàng 80.000.
Và bên này này, ngoài những cái cây lan dòng thân thòng thì cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm những cái chậu hài rất là xinh đẹp. Tết đến mà mình có những cái giò lan hài nở hoa thì cũng thực sự rất là độc đáo đúng không ạ? Đây là chậu hài kim, không phải dễ thuần đâu ạ. Một cái chậu hài kim rất là đẹp, nhiều nụ nhá. Chậu này em đang bán là 180.000, gọi là chậu 28 và chậu 27 này. 150.000, tất cả những giò này đều đang nụ. Chậu số 26 sẽ là 130.000 và chậu số 25 cũng 130.000. Và bên này đây sẽ là những cây đai châu rừng. Cái dòng đai châu rừng ấy ạ, thì em có bán hàng cân nhé cô chú anh chị nhé. Muốn mua hàng cân em bán theo cân cho cô chú anh chị. Thì 1 kg với số tiền chỉ có 220.000 thôi cô chú anh chị ạ. 220.000 cho 1 kg thôi. Hàng thời điểm bây giờ đang nhú nụ đẹp mê như thế này. Đai châu anh Nghinh Xuân Ngọc Điểm đây cô chú anh chị. 220.000 cho 1 kg. 1 kg cô chú anh chị có thể lấy khoảng tầm 2 cây hoặc 4 cây hoặc là 3 cây hoặc 5 cây em đều có. Và cô chú anh chị mình chọn hàng theo hình ở đây cho em. Đây này, hình 19 này. Một cặp đôi rất là đẹp như thế này với giá là 170.000. Và hình tiếp theo là hình số, đây là hình số 9. Và hình số 10 này, một cặp đôi đẹp mê, to đùng luôn. Hai cây rất là to với giá tiền chỉ 200.000 thôi ạ. Và hình số 11 150.000, cái hình này là cả 3 cây luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị thích mua hàng cân cũng được mà mua theo hình này cũng cũng được luôn. Hình số 12 này, một cặp đôi đẹp mộng mơ luôn ạ. 200.000 cô chú anh chị nhìn cho em một cái cặp đôi cây rất là to. Và hình số 13 120.000 cho cặp đôi này. Và bên này thì em còn có thêm cả những cây đai châu Thái nhá. Những cây đai châu Thái một cây như vậy, một bên lá của nó phải dài đến 20 cm ạ. Và một cái cặp đai châu Thái như thế này em đang để giá có 180.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng châu Thái đủ màu sắc luôn cô chú anh chị ạ. Về chỉ việc treo và thưởng thức hoa nhá. Chậu này em đang gọi là chậu số 15, 180.000 ạ. 180.000, chậu số 16 này 180.000 này. Chậu số 17 180.000, chậu số 18 180.000 và chậu số 19 cũng là 180.000. Và em còn có một cái cây đơn duy nhất em bán xả hàng luôn, 130.000 cho cây này, siêu nhiều cặp lá, nó bị vỡ lá trên này một chút xíu. Bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng này. 20. Cái chậu cáo 20 đây, em đang để giá là 170.000 đấy ạ. Và chậu số 21 đây rất là đẹp ạ. Bây giờ cô chú anh chị về ngắm treo ngắm thân lá rồi là bắt đầu sau Tết ngắm những cái chồi nụ của nó bắt đầu nhú ra, thực sự rất là thú vị luôn nhé cô chú anh chị nhé. Những người chơi lan đến mùa hoa mà được ngắm nụ thì cũng rất là mê luôn ạ. Hình 21 170, hình 22 rất là đẹp, bản lá to bự luôn và có cả cây mẹ con ở đây này cô chú anh chị này. Thế thác đổ rất là đẹp. Chậu này 180.000 và hình tiếp theo sẽ là hình số 23 170.000 và hình số 24 cũng là 170.000. Em còn có đây những cái hình quế lan hương. Quế trắng tháng 8 đây cô chú anh chị chọn hàng theo hình cho em. Sắp sang xuân đến nơi rồi cô chú anh chị mình trồng những cái cây lan. Gọi là dòng đệ nhất hương đây cô chú anh chị. Siêu rẻ cho cô chú anh chị mình. Thay vì mua vài những cái giò quế với số tiền vài 300.000, cô chú anh chị hãy chọn cho em những cây quế rất là đẹp ở đây ạ. Đây. Hình số 1, một cặp đôi quế xếp rụt nhá cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp như thế này với số tiền chỉ có 200.000 thôi ạ. Hình tiếp theo là hình số 2 đây. Hình số 2. Hình này có hẳn 5 cây nhá cô chú anh chị nhá. 120.000 cho hình này. Và hình tiếp theo là hình số 3, một cái lô quế đây, một phần quế rất là nhiều này. Để giá có 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, quá là rẻ, quế lan hương nhá cô chú anh chị nhá. Dòng quế trắng tháng 8 mà người ta coi là đệ nhất hương đấy ạ. Và hình số 4 này, hình số 4 này cũng có bao nhiêu 8 đầu ngọn. Em đang để giá là 90.000 và sang bên này là hình số 10 này. À hình số 5 này. Hình số 5 một cái phần quế có khá là nhiều và rất là sum suê. Cái lô này em đang để giá là 100.000, đó cả cái lô như vậy. Và sang bên này đây sẽ là hình số 6 này, một phần quế với 3 ngọn xếp xinh. 110.000 cho cái phần quế này nhá cô chú anh chị nhá. 110.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là ba ngọn quế to đùng luôn. Một cặp đôi hai ngọn quế rất là to luôn. Nó đẹp, trong đó có cả cây mẹ con nữa. 125.000 cho hình quế này. Và sang bên này là một cái cặp đôi mà nó gãy ngọn nhưng cô chú anh chị thấy là cây mọc cây con rồi này và sau này nó cũng sẽ mọc ra những cái cây ngọn con ở cái ngách lá nhá. Và cặp đôi này em để giá là 40.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu mạc xuân cũng đang nhú nụ rồi cô chú anh chị. Mạc xuân hay mạc quân tử đấy ạ. Cái chậu mạc xuân này em đang để giá có bao nhiêu ạ? 100.000 cho cái chậu mạc xuân số 1 và chậu số 2 cũng là 100.000. À, bên này đây sẽ là chậu trầm rồng đỏ này cô chú anh chị cũng đã sưng mắt nụ hết rồi. Trầm rồng đỏ nhá.
Cô chú anh chị nào đã từng mua trầm rồng đỏ với thân vài 300 nghìn chưa ạ? Em còn 2 chậu duy nhất thôi. Chậu này em gọi là chậu số 32, bình thường em để giá là 120 thì hôm nay em để giá là 101 cho cô chú anh chị mình. Và chậu số 33 cũng để giá là 101 luôn nhé cô chú anh chị nhé. 101 luôn ạ. Và những cây dáng hương bạch nhạn cho cô chú anh chị nào yêu thích dòng hoa màu trắng đây. Chậu bạch nhạn này gọi là chậu 31 này. Chậu 31 100 nghìn. Chậu số 30 160 nghìn. Và chậu số 29 150 nghìn. Và bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Đây là những cái cây vanda. Hàng này thì cho cô chú anh chị những mình những cái giò lan chơi Tết rất là đẹp luôn ạ. Đó, cây hoa với những cái mặt bông rất là xinh đẹp to khổng lồ luôn cô chú anh chị. Hàng em sẽ là những cái mặt bông mà chuẩn mặt hoa và cực kỳ là thơm. Em bán chỉ có 110.000 cho một chậu vanda này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Và chắc chắn rằng cô chú anh chị sẽ đi tìm nhiều hiểu nhiều nơi, chắc chắn không nơi đâu người ta bán dưới 130 cho một cái chậu vanda đang nụ như thế này đâu ạ. Và ở đây thì em đang để giá này 110.000 cho một giò thôi. Và tất cả là hàng đều nụ cho cô chú anh chị mình nhé. Đều đang nhú nụ cho cô chú anh chị mình để thưởng thức hoa đẹp một cách trọn vẹn luôn. Và đây cái mặt bông số 1 này, mặt bông số 2, mặt bông số 3, mặt bông số 4 ạ. Mặt bông số 5 đây, em có 5 mã màu như vậy để cô chú anh chị mình lựa chọn. À bên này đây, Tết đến xuân về rồi ạ. Em đang có những cái món đặc sản. Những cái món đặc sản của vùng miền Cao Bằng đây cô chú anh chị. Đầu tiên là cái món nấm hương rừng. Nấm hương của vùng Bảo Lạc nhé cô chú anh chị nhé. Nấm hương của vùng Bảo Lạc ạ. Một túi nấm hương như vậy em đang đóng gói là 1 kg với số tiền là 280.000 trong 1 kg và nửa kg là 140 nhé cô chú anh chị nhé. Và ở đây là măng mầm của cô chú anh chị, nhìn thôi thì cũng biết là cái độ ngon của nó rồi đây cô chú anh chị, vàng ươm ạ. Cực kỳ là ngon và cũng là cái măng mầm của vùng Bảo Lạc, cái vùng mà ở với chỗ em ấy thì không biết anh chị thì không biết như nào, nhưng với riêng chỗ em thì măng Bảo Lạc là thực sự nó rất là tuyệt vời luôn. Thì cái món măng mầm Bảo Lạc này một túi như vậy em đang đóng gói là 1 kg. Đó, 1 kg này em đang để giá là 200.000 cho một cái túi măng mầm này. Còn bên này đây sẽ là cái món lạp sườn này cô chú anh chị. Lạp sườn tự tay gia đình em làm nhé cô chú anh chị. Từ cái việc chọn nguyên liệu đến cái việc là làm và hôn bằng bã của cây mía, nên là cái lạp sườn đảm bảo rất là vàng và ngon như vậy. Một túi lạp sườn này là đóng gói nửa kg thì em đang để giá là 130.000 cho một cái túi nửa kg này. Cô chú anh chị lấy cả 1 kg sẽ là 250.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là cái miến rong sợi to. Cô chú anh chị nào mà đã từng thưởng thức cái miến rong sợi to này rồi chắc chắn là cực kỳ là mê về cái độ ngon tuyệt vời của nó. Hoàn toàn từ những cái sợi miến rong nguyên chất, rất là lành, rất là sạch. Em đang bán một túi như vậy với giá là 90.000 cho một túi 1 kg, được cực nhiều luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em có chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Chè ô long trồng ở vùng núi Khe Đén nhé, với độ cao trên 1.000 m², quanh năm sương mù bao phủ, nên là đảm bảo cô chú anh chị mình rằng là sẽ có cái vị thơm ngon cũng như là cái vị đậm đà và ngọt hậu riêng tuyệt vời của nó ạ. Một cái túi như vậy em đang để giá là 170.000 cho một túi nửa kg. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Và đây là túi mắc khén này cô chú anh chị này. Cái túi mắc khén như vậy cô chú anh chị về làm gia vị ạ. Một cái túi mắc khén này đóng gói là rất là nhiều luôn. 0,2 kg mà rất là nhiều luôn, em đang để giá 120.000. Còn túi này sẽ là túi hạt dổi này. Túi hạt dổi, cái túi hạt dổi rừng. Chỉ cần riêng một rang 1-2 hạt thôi là thơm khắp xóm luôn. Cái túi như vậy được rất là nhiều mà bình thường hình như đâu người ta bán theo hạt đấy cô chú anh chị. Mỗi một hạt người ta bán vài nghìn một hạt đấy ạ. Thì ở đây em đang để túi như này này. Là một túi này với giá là 100.000 cho một túi hạt dổi này. Bên này thì em đang có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Và rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Duy xanh 50.000 cho một ống. Và hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho 1 cặp. Atomic 12.000 cho một gói nhé. Super thai hormone tăng trưởng với giá 50.000 cho một lọ. Và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 thái 40.000 cho một lọ nhé. Liền da mỹ tiến 40.000. Và liền da sẹo đen là 50.000. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đây đồng giá 30.000 và 3 loại phân bón lá đây đồng giá 35.000 cho một lọ. Kinkin Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói và Chicho Dema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Cái sản phẩm phải nói cực hoàn hảo bởi ngoài phân trâu thì còn có quả dịch chuối và đũa tương nữa. Nên là cung cấp với giá trị dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng luôn đấy ạ. Bên này thì em còn có thêm cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em đang để giá là 40.000 nhá. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí. Mùi hương
của nó thì giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời, giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát luôn ạ. Cô chú anh chị biết rồi ạ, từ những cái giọt tinh dầu hồi thì người ta có thể cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ, và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe. Nên là những cái cánh hoa hồi bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi như vậy, chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái tác dụng dược liệu vô cùng tuyệt vời. Và cô chú anh chị thử một lần đi ạ, thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi để cảm nhận cái sự thư giãn tuyệt vời mà nó đem lại. Bên này đây này, cô chú anh chị này, hôm nay thì em có về hàng trầm rừng nhá. Trầm rừng hàng 100% thân tơ đấy ạ, cũng giá 350.000. Và chúc Phật bà thì hôm nay em cũng đang về, hiện tại đang về, nhưng mà về hơi muộn một chút xíu nên là em chưa lên hình được. Chúc Phật bà hôm nay về cũng rất là đẹp luôn đấy. Bên này thì em có một cái dòng lan mà hoa cực kỳ là đẹp luôn, cái giò địa lan này này. Rất là tiếc là cái cần mụ của nó bị gãy rồi, mà cô chú anh chị thấy ạ, mặc dù bị gãy rồi mà hoa của nó vẫn còn cứ nở căng như vậy này. Người ta có thể dùng cái bông hoa này cắm mà cũng chơi hoa rất là lâu luôn. Cái mặt bông xinh đẹp này, cái chậu này em bán thanh lý xả bởi vì là cần hoa bị gãy, 100.000 thôi cô chú anh chị nhá, để cô chú anh chị lấy về làm giống đấy ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây.